Anh Hiếu. Em vào phòng anh làm gì thế? À, nãy em nhìn thấy anh về rồi nên mới vào phòng anh để hỏi anh chút chuyện. Em định hỏi anh chuyện gì? À, đấy, em định hỏi anh chuyện gì mà em lại không nhớ. Thôi bây giờ em cứ về phòng, tí nữa mà em nhớ ra chuyện gì thì em lại hỏi anh nhé. Lần sau vào phòng anh nhớ gõ cửa nhé, đừng tự tiện đi vào. Vâng, em xin lỗi. Em sẽ để ý hơn. Alo, thằng Tuấn vừa vào phòng của anh. Trông như nó đang tìm một thứ gì đó. Hình như nó đã phát hiện ra điều gì rồi. Em đẩy kế hoạch lên trước đi. Chuẩn bị hợp đồng ma cho thằng Tuấn nó ký. Điều khoản của bên A với bên B, em có thể gài bẫy ở chỗ đó. Chỉ cần thằng Tuấn nó ký thì thiệt hại của công ty sẽ lên tới hàng chục tỷ đồng. Đương nhiên anh sẽ ở cuộc họp hội đồng để thay thế chức chủ tịch của nó. Thậm chí với thiệt hại này, có thể nó sẽ phải bán hết tài sản mà ông già để lại cho nó đấy. Hương, anh thích em từ lâu lắm rồi. Làm người yêu anh nhé. Không được. Sao mà nghe xến xẩm thế nhở? Cô ấy mà nghe được cô ấy cười vào mặt mình mất. Công chúa nhỏ của anh, em đồng ý làm bạn đời của anh nhé. Ôi, như thế còn xến hơn đấy. Sao cái việc tỏ tình này nó lại khó hơn cả việc quản lý công ty thế nhở? Gọi tôi sang đây có việc gì đấy? Trông cái mặt lấm la lấm lét thế kia là định làm việc gì không đúng đắn đúng không? Vớ vẩn. Bà mới không đúng đắn ấy. Trả cho tôi đây. Chàng, tôi xem đã. Phòng có chữ H đó. Ôi, này, đừng có nói với tôi là ông thích em nào rồi nhá. Ai đấy, ai đấy? Tôi quen không? Có quen. Một người xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Trả cho tôi đây. Không nói còn lâu tôi mới trả nhá. Trả đây. Không, không trả. Trả đây. Nào. Lâu tôi mới trả. Trả đây. Không trả. Trả cho tôi đây. Này, đừng có vào phòng anh Hiếu, anh ấy không thích đâu. Bây giờ phải lôi được anh Hiếu ra khỏi phòng thì Hương mới có thể ra được. Tìm lý do gì bây giờ nhỉ? À, có rồi. Có chuyện gì thế? Em nhớ ra là em có chuyện gì muốn hỏi anh rồi. À, em muốn rủ anh đi đánh cầu lông, tiện thể anh em mình tâm sự một chút, tăng tình cảm anh em. Anh hơi mệt, không đi được đâu. Ấy, không được. Hôm nay anh phải đi với em. Chuyện tình cảm của em có mấy thứ nữa em đang hơi băn khoăn, nên là em muốn hỏi anh. Tỏ tình á? Thích ai rồi à? Vâng, quan trọng lắm, nên là nhất định anh phải giúp em đấy. Đợi anh một chút, anh vào thay quần áo rồi ra ngay. Vâng.
cô gái gần ngay trước mắt lại có tên bắt đầu bằng chữ H. Là ai được nhỉ? Chả lẽ lại là Hân? Tuấn thích cô thư ký của cậu ấy á? Mà cũng đúng, người ta vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, yêu kiều, lại sớm ngày ở bên cậu ta nữa. Thích Hân cũng phải. Mà thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải nói với Tuấn về kế hoạch của anh Hiếu đã. Mình không ngờ anh Hiếu lại là người như vậy đấy. Không biết là cô ta có gì hơn mình được nhỉ? Nhìn cô ta cứ lén la lén lút, chả đàng hoàng tí nào cả. Sao cái tên ngốc kia lại thích cô ta được nhỉ? Không hiểu sao mình đi theo cô ta làm gì không biết. Chị ơi, chị uống gì ạ? Vâng ạ, em xin. Anh xem đi, em cái bẫy như này có được không? Nếu như mà không để ý kỹ, với cái đơn hàng lớn như thế này và thời gian sản xuất ngắn, tiền vi phạm gấp đôi giá trị đơn hàng, thực tế là không thể sản xuất kịp. Em làm bao giờ cũng kín kẽ, anh rất tin tưởng em. Nếu không, anh đã không để em đến bên cạnh Tuấn. Bất cứ điều gì anh muốn, em cũng sẽ giúp anh vô điều kiện. Chỉ có mình em là luôn tốt với anh thôi. Chị ơi, làm việc xong rồi hả? Có khát nước không? Tôi lấy nước cho ông uống nhá. Này, bà làm sao đấy? Tự nhiên hôm nay tốt với tôi đấy. Có chuyện gì giấu tôi đúng không? Chứ bình thường bà gặp tôi không cà khịa thì cũng đấm đá cơ mà. Tốt thì làm sao? Tốt với bạn thân tôi một hôm không được à? Hay là để tôi đấm ông nhá? Thôi, tôi xin. Thế nhưng mà hôm nay tôi cứ thấy bà lạ thế nào ấy. Tuấn đáng thương thật đấy. Cả anh trai tốt, người yêu thầm đều phản bội. Này, tôi hỏi cái này một tí. Nếu ví dụ mà người ông thích lại thích anh trai của ông ấy, thì ông nghĩ thế nào? Chẳng nhẽ Hương lại thích anh Hiếu à? Nếu mà như thế thì chắc là tôi đau tim chết mất. Mời vào. Chủ tịch, có hợp đồng cần anh ký ạ.
Ê, không được ký, hôm nay là ngày xấu. Ý là tôi có đi xem bói trước khi đến đây ấy, người ta bảo hôm nay là ngày xấu nên đừng ký. Bà bớt xem mấy cái thứ vớ vẩn lại đi, mê tín dị đoan. Trả bút đây cho tôi. Không, tôi nói thật mà. Ông mà không nghe lời tôi nhất là ông tán gia bại sản ra ngoài đường ăn xin đấy. Chị Hương, ở đây là tập đoàn, mỗi giây mỗi phút đều rất là quan trọng, chứ không phải chỗ đùa của trẻ con đâu. Cho nên chị đừng có giở cái tính nết đấy ở đây. Cô chủ tịch ạ. Thôi, đừng có làm loạn nữa. Nhưng mà hợp đồng này không thể ký được. Chị nên nhớ, chị cũng là nhân viên của tập đoàn ABA. Khi mà chúng ta có được hợp đồng thì chị phải vui mừng ủng hộ chứ. Đằng này chị lại cố tình gây sự, thế chị không thấy mình vô duyên à? Cô đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Cô làm việc cho anh Tuấn nhưng lại cấu kết với anh Hiếu để hại anh Tuấn. Cô làm như thế, lương tâm của cô không cắn rứt một chút nào à? Sao chị... Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đã yêu đương lén lút với anh Hiếu sau lưng anh Tuấn. Đã vậy còn lên kế hoạch chiếm đoạt công ty dựa vào sự tin tưởng của anh Tuấn đối với hai người. Tôi nói đúng không? Chị đừng có mà nói linh tinh. Tôi đang cần bản hợp đồng này gấp để chuyển cho đối tác. Nếu như mà chậm trễ, mất đi sự hợp tác lần này thì không đơn giản là thiệt hại trước mắt đâu, mà nó còn là chuyện lâu dài nữa. Đến lúc đấy, chị có chịu trách nhiệm được không? Vậy cô dám thề không? Cô có dám thề là nếu bản hợp đồng này không có vấn đề gì thì anh Hiếu ra đường sẽ gặp chuyện không? Ô, chị nói cái gì đấy? Chị bị điên à? Tại sao lại lôi tính mạng của anh Hiếu vào đây? Là cô chột dạ thì có. Tôi không muốn nói thẳng ra bởi vì tôi sợ Tuấn sốc. Tôi có đoạn video cuộc trò chuyện của hai người ngày hôm qua đấy. Chị quên lén vào tôi lúc nào đấy? Em làm bao giờ cũng kinh kẽ. Anh rất tin tưởng em. Nếu không, anh đã không để em đến bên cạnh Tuấn. Bất cứ điều gì anh muốn, em cũng sẽ giúp anh vô điều kiện. Chỉ có mình em là luôn tốt với anh thôi. Tại sao lại như thế? Anh Hiếu. Anh Hiếu. Tao đến rồi đây. Mọi người đang đùa em thôi đúng không? Mày lúc nào cũng thế, tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết, không dám đối diện với sự thật. Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế? Nếu anh muốn làm chủ tịch thì chỉ cần anh nói với em một câu thôi, em sẽ nhường cho anh ngay mà. Tao không cần mày bố thí. Thứ mày nói muốn bỏ là bỏ, chẳng qua là mày dễ dàng có được. Còn tao, muốn có được thì phải tự cố gắng, cẩn thận từng tí một. Một kẻ đứng đầu tập đoàn mà lại không có chút phòng bị nào, bất tài hơn cả tao. Thế mà bố lại giao lại tập đoàn cho mày. Nếu không có Hương phá thì tao đã dễ dàng lấy được tập đoàn rồi. Mày thử nghĩ xem, mày có xứng đáng không? Anh là anh trai của em, tại sao em phải đề phòng với anh? Hơn nữa, bố luôn luôn công bằng. Mọi quyết định của bố đều là sự cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không thiên vị. Mày thì biết cái gì? À, mày được thiên vị thì mày nói gì chẳng được. Mày có nhớ cái lần hai anh em bị tai nạn không? Bác sĩ vừa hỏi, bố đã chọn truyền máu ngay cho mày mà không do dự. Mày có biết cái giây phút đấy tao đau như thế nào không? Chuyện đấy là chuyện bất khả kháng. Bố có muốn nhưng không thể làm thế nào được cả. Kể cả ngày sinh nhật, bố thường quên sinh nhật tao, nhưng mày sinh ngày nào giờ nào thì ông lại nhớ rất rõ. Ông già, có đến lúc chết cũng không quên để lại tập đoàn cho mày. Anh hiểu sai về bố như vậy, sẽ có ngày anh phải hối hận đấy. Nếu như mày đã biết thì tao cũng không cần ở đây để giả vờ tình cảm với mày nữa. Đi em.
người mình tin tưởng nhất, yêu quý nhất lại quay ra căm ghét mình, muốn hãm hại mình. Ông còn có tôi mà. Nhưng có một chuyện anh Hiếu nói đúng. Đấy là ông phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Tôi nghĩ ông nên nói sự thật cho anh Hiếu biết thì hơn. Anh Hiếu! Anh Hiếu! Mày còn muốn gì nữa? Không lẽ sau tất cả những chuyện tao làm, mày vẫn ngây thơ cho rằng tao muốn anh em với mày à? Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu như em nói xong mà anh vẫn muốn đi thì em sẽ không cản anh nữa. Được. Để xem mày có thể nói được gì. Gì đây? Có một chuyện mà trước đây bố giấu anh chưa từng nói. Thực ra anh không phải là con ruột của bố. Bên trong này là những giấy tờ chứng thực về việc bố nhận nuôi anh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tao đã nghĩ đến rất nhiều lý do. Nhưng thật không ngờ. Anh có biết tại sao bố chọn em để truyền máu không? Bởi vì em với anh không cùng một nhóm máu. Ngày sinh nhật của anh được mặc định là ngày đón anh về. Và có quá nhiều con số ở trong giấy tờ nên bố quên cũng là chuyện bình thường mà. Còn về chuyện di chúc, anh biết thừa tập đoàn không chỉ là của riêng bố mà là của cả ông bà ngoại nữa. Nên việc bố cam tâm giao tập đoàn lại cho anh là điều không thể. Anh Hiếu, em chưa bao giờ coi anh là anh trai nuôi cả. Với em, anh lúc nào cũng là anh ruột. Bố cũng vậy anh ạ. Chính vì vậy, tao lại cảm thấy mình không xứng đáng ở căn nhà này nữa. Hóa ra, tao mới chính là đứa ngu dốt. Đây là lá thư mà bố để lại cho anh. Anh đọc đi. Em xin lỗi khi đã giấu bức thư này đi. Em sợ anh đọc được sẽ mặc cảm khi biết mình là con nuôi. Tất cả là vì tính ích kỷ của em nên mới gây ra chuyện hiểu lầm này. Không hiểu sao, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã cảm giác anh và bố có một khoảng cách rất lớn. Chính vì vậy, anh hay để ý những chi tiết nhỏ nhất, rồi mặc cảm, tự ti. Có lẽ sâu thẳm trong anh vẫn luôn mong được bố công nhận. Không, với em anh rất tài giỏi. Bố còn nói là chỉ cần có anh ở đây, tập đoàn của mình sẽ còn phát triển hơn nữa. Anh không biết là trước mặt em bố khen anh nhiều như thế nào đâu. Bố còn dặn em là lấy anh làm tấm gương nữa đấy. Em trai anh lớn thật rồi. Em chỉ mong anh em mình sẽ luôn luôn hòa thuận thôi.
Anh đừng đi nữa anh nhá. Đây là nhà của anh, nhà của em, nhà của chúng ta mà. Chúc mừng anh chị nhá. Hạnh phúc thật đấy. Thế là trong căn nhà này bây giờ chỉ còn mỗi mình em là độc thân thôi. Thằng em vẫn còn ngốc lắm. Thế mày nghĩ Hương thích anh thật à? Thì anh vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa. Cô ấy thích thì cũng chẳng có gì lạ cả. Ai nói với ông là tôi thích anh Hiếu? Thì hôm nọ bà chả nói với tôi thế còn gì. Có kẻ hèn nhát thích tôi mà không dám nói đấy. Bà biết hết rồi à? Ừ. Có gì muốn nói với tôi không? Tôi... Tôi thích bà. Làm người yêu tôi nhé. Đùa đâu chú Tuấn này. Tán gái mà còn tôi với bà thì ma nó yêu à? Hương, làm người yêu anh nhé.